điểm 5-0 cho đội Tân Thành. V2T cố lên, khán giả cho ủng hộ cho V2T tại vỗ tay đi ạ. Phá bóng quá tốt rồi, điểm 6-0 cho đội Tân Thành. Phá bóng tốt, điểm 7-0 cho đội Tân Thành. Pha bỏ nhỏ quá tốt, điểm 8-0 cho đội Tân Thành. Điểm 9-0 cho đội Tân Thành. Phá bóng không qua lưới, đội ghi điểm cho VA2T 1-9. Pha thả bóng không thành công của đội Tân Thành dẫn đến điểm 20, 20, 29 cho VA2T. Pha bóng nhỏ không thành công, điểm 12 cho đội Tân Thành. Đá bóng không qua lưới, điểm 11-2 cho đội Tân Thành. Phá bóng không qua lưới, điểm 3-11 cho VA2T. Ban tổ chức xin thông báo là sẽ đấu trận đấu thứ 3 giữa Bết Buôn với TDC. Hai đội chuẩn bị khởi động. Đá bóng không qua lưới, đội ghi điểm cho đội Tân Thành 12-3. Phá bóng tốt, điểm 13-3 cho đội Tân Thành. Phá bóng không qua lưới, đội ghi điểm cho VA2T 4-13. Phá bóng tốt, điểm cho VA2T 5-13. Đá bóng không qua lưới, đội vô điểm cho đội Tân Thành 14-5. Phá bóng tốt, điểm 6-14.
VA2T. Bảy mười bốn cho VA2T. Phá bóng tốt. Điểm 8-14 cho VA2T. Đánh bóng ngoài, kết thúc set đấu thứ 3 Trẻ Châu Thành thắng tỷ số 15-8. Chúc mừng đội tuyển Trẻ Châu Thành. Mời đội TBC và Bitbull tiến hành vào sân khởi động chuẩn bị thi đấu trận đấu thứ 3 buổi sáng ngày hôm nay.